Con có nghe thấy gì cô tiếng của cô không? Dạ, ok. Ok, so how are you today? I'm very, very good. You're very good. Do you have something new? Do you have something new? Con có gì mới không? Không, có gì mới à? Thế à, thế con đã sắp thi chưa? Chưa. Rồi. À, thế thì nhỉ? Đợt trước cô có một bài tập là tô tranh, tô bức tranh đấy. Thì con đã tô chưa? Tô bức tranh có con khỉ đấy. Cái bài tập. Tô khỉ á? Cái chuyện chưa? Thế à? Thế à, thế về nhà tô đi nhá. Rồi thì để mình tô xong rồi có gì mình còn làm thêm những bài tập khác nữa nhé. Mình có thời gian mình làm bài tập khác nữa. Ok rồi, nào rồi chúng mình sẽ cùng đến với bài học ngày hôm nay nhá. Đợt trước mình còn có nhớ mình học về cái gì không? Who's got the red balloon, đúng không? Who's got the red balloon? Ai có quả bóng đỏ? Okay, so balloon. What is that? Balloon. Balloon là gì con nhỉ? Nhớ từ balloon. Quả bóng bay. Rất tốt. Thế nào? Cái women và woman khác nhau như nào? Women và woman. Women. Women là gì nhỉ? Women nhớ không? Đã chắc cô có nhắc cái woman và women. Women là nó có chữ E ấy, còn woman là có chữ A. Women là woman là gì chứ? Woman là gì ạ con? Woman quên mất rồi. Woman là người phụ nữ đúng không? Phụ nữ. Rồi, woman là phụ nữ này, women là nhiều người phụ nữ. Rồi, đơn giản vậy thôi. Man và man. Man là đàn ông, còn man là cũng là đàn ông nhưng mà là số nhiều. Có nhiều người đàn ông. Rồi, children là gì con nhỉ? Children. Children. Công dân. Children là gì? Những bạn tầm tuổi con ấy, thường mọi người từng là người lớn hay gọi các con là gì? Trẻ em đúng không? Trẻ em. Children. Rồi, children nha, là trẻ em nha. Đấy, về là phải ôn lại từ mới nữa nha chưa? Để mình còn những cái bài sau mình cuối tháng này chẳng hạn là mình phải có một bài kiểm tra định kỳ. Cuối tháng này thì chưa. Để sang tháng. Thì mình đã sẽ có một bài kiểm tra định kỳ đó. Nên là phải ôn lại từ mới cẩn thận nữa chưa? Rồi. Nào, mình sẽ đến với bài học ngày hôm nay nha. Chúng này chúng mình sẽ đến với bài Who Can Do This? Unit 13. Rồi, con đi bài nha. Who Can Do This? Có nghĩa là ai có thể làm được việc này? Okay, very good. Okay, so we'll start our lesson today. Now, rồi, để trước khi mình bắt đầu với bài học của mình nhé, thì cô sẽ hỏi con một số câu nhé. Rồi, ở nhà con nhé, who can do this thì có nghĩa là can này là có thể con ạ.
từ can này có nghĩa là có thể, đã có nghĩa là give over. Can này có nghĩa là có thể này. Who can do this có nghĩa là ai có thể làm việc này. Rồi. Thì con thử trả lời cô nhá. Okay, at your family, in your family, who can cook? In your family, who can cook? Cook là nấu ăn đấy con. Who can cook? Yes, mom. Mom, very good. Okay, so in your family, who can sing? Sing. Is young brother. Oh, young brother. How about you? Do you, can you sing? Con có thể hát không? Con có biết hát không? Không ạ. Ok, vậy thì là em trai con biết hát đúng không? Ừ, rất là tốt. Ok, rồi. Vậy thì who can draw? Baby boy. Baby boy, that is your young brother? Yes. Oh, very good. How about you? I see that you can draw too. Cũng thấy con biết vẽ mà. Kì, con có thể trả lời là con cũng biết vẽ, đúng không? Young brother and me, đúng không? Em trai con và con. Đó. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng xem là let's watch what people can do, okay? What can people do? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn vào trong một cái bảng đây. Đó. Đây là những con gì nhỉ? Con gì của con? Con monster. Very good. Monsters. Monsters, okay? Can you name each of the monsters? Con có thể đọc tên của từng con monster cho cô được không? Con biết đây. Okay, alphabet. It is bean. Okay, bean. Alphabet, đây có phải là con rơi đúng không? Con rơi tên là alphabet. Con rơi tiếng Anh là gì ạ? Con nhớ không? Bat. Bat. Bean. Đây là carrot. Carrot. Và doll. Doll tiếng dịch ra nghĩa gì ạ con? Doll ra là búp bê. Đúng rồi, búp bê. Và egg. Egg là dịch ra tiếng Anh, tiếng Việt là gì nhỉ? Trứng, đúng rồi. Rồi, bây giờ nhá, chúng mình cùng nhìn vào cái bảng như thế này. Đây là những cái bảng mà người ta thống kê những cái hoạt động mà từng con monster ở đây có thể làm. Bây giờ mình nhìn ví dụ nhá, con alphabet. Cứ dấu tích này có nghĩa là nó có thể làm, còn dấu x này là không thể. Rồi, vậy thì con alphabet, what alphabet can do? What can alphabet do? Alphabet có thể làm được những việc gì đấy? Con fly, đúng rồi. Fly. Fly và run. Run rồi, jump này, run rồi. Rất tốt. Nào, vậy Bean, how about Bean? What can he do? Bean, sing. Read, sing, okay. Oh, just sing. Because read here is a cross. Okay? Rồi, còn bạn Bean chỉ biết hát thôi đúng không? Còn bạn tất cả cái chỗ này ở đây nó là đều dấu x hết đúng không? Tiếp theo nào, how about carrot? What can she do? Carrot. Carrot. Read. Yeah, she can read. Jump. Run. Good. And? Sing. Very good. Okay. Do you remember jump? Jump nghĩa là gì con nhỉ? Jump là nhảy ạ. Đúng rồi. Rất tốt. Còn nhớ rất từ rất tốt. Okay. Doll. Doll chưa được tích một cái gì cả rồi. Lát nữa để mình xem bạn Doll có thể làm những cái gì nhá. Còn bạn egg. Okay. Egg. What can egg do? Egg, swimming. Swimming, very good. Rồi, bạn có thể biết bơi đúng không? Rồi, từ những cái dự kiện trên nhá, con đã nhìn vào cái bảng rồi. Bây giờ chúng mình sẽ nhìn vào ba cái câu miêu tả ở dưới và sau đó con sẽ tìm cho cô xem đấy là bạn nào nhé, đang miêu tả bạn nào nhé. Rồi, câu đầu tiên này. He can sing, but he can't run. Cái từ này đọc là can't. Can't này có nghĩa là không thể con nhé. Can này là có thể.
can này. Can này nó chính là viết tắt của cannot. Đó, can't. Người ta viết tắt của từ cannot. Đây này, cannot, đây này, viết như này này. Con ghi vào nhé. Đây con ghi vào vở này. Cannot. Và người ta có thể viết bằng can. Không thể. Đấy. Mình đọc là can't. Can't. Okay. Very good. Okay, so question number one. He can sing, but he can't run, read, fly, swim, or jump. Okay, who is... Oh, okay, who is he? Me. Bạn này có thể... Bạn có thể làm sao đây con? Bạn có thể gì? He can sing là gì? He can sing. Bạn có thể hát. Đúng rồi, bạn có thể hát. Bất là nhưng. Nhưng he can't read. Rất tốt luôn, chính xác. Rồi, con đã ghi được điểm đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay. Rất tốt. Me. Okay, number two. She can jump, run, sing, and read, but she can't fly or swim. Who is she? She can jump, run, sing, and read, but she can't fly. Fly or swim. Fly or swim. Kara. Very good. She's carrot. Yeah, very good. Còn ghi thêm một điểm nữa, carrot. Ok, carrot ở trong tiếng Việt con có biết là nghĩa là gì không? Là củ cà rốt à? Oh, đúng rồi, rất tốt. Đó. Cháu biết rất nhiều từ nha. Đấy. Now, number three. He can't fly or read or jump or run or sing. Or này có nghĩa là hoặc con ạ. Or. Nhưng mà con mình của cô chia sẻ cái dòng thứ ba nó bị chặn ngang chữ cơ, không nhìn thấy. Nó bị chặn hả? Được rồi, đây, kể cô xem nào. Cô sẽ thoát ra như thế này. Oh, sorry. Okay. Okay. Thế cô lại show mất đáp án rồi. Rồi con có thể nhìn lại lần nữa nào. Nhìn lại cho cô xem là. Đây nhá, con đã nhìn thấy dòng chưa? Dạ. Rồi, đọc cho cô nè, đọc cả câu xong rồi con đọc đáp án cho cô nè. He can fly off, read off, jump off, run off, sing, put, he can scream. Very good. Who is he? Moon. Bạn này chỉ biết swim thôi à? Ừ, bạn này chỉ biết swim thôi. Vậy là bạn nào đây? Nhìn vào dấu tích nào. Egg, very good. His name is Egg. Cool, okay. Rất tốt. Nào, cô sẽ điền vào đoạn tên bạn ấy cho đây cho con nha. Bạn Egg. Okay. Okay. Đó, rất tốt luôn. Rồi. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn lại bức tranh này và chúng mình sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi nhé. Đó. Rồi, Châu có rất là một cái gọi là cái khả năng rất là nhớ tranh rất là tốt đúng không? Lần trước mình đã kiểm nghiệm rồi. Đó, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn vào tranh. Sau đó là trả lời những câu hỏi này, sau đó có gì cô sẽ hỏi những câu hỏi thêm để xem Châu có nhớ tranh không nhá. Nào, nhìn bức tranh nào. Look at the picture and answer the question. Nhìn bức tranh nào. Okay. Which monster has got a book? Which monster has got a book? Carrot. Carrot. Very good. Carrot. Okay, carrot. Again, carrot. Carrot, rất tốt. Chính là carrot. Oh, sorry.
Okay, question number two. Which monster is singing? Singing. Bean. Bean, very good. Yes. Which monster is flying? Fly. Mm-hmm. Alphabet. Yeah, alphabet. Very good. Which monster has got a very long feet? Has got a very long feet? Long feet. Egg. Feet là gì con nhỉ? Nhớ không? Feet là gì? Chân à. Bàn chân, chính xác, bàn chân nhá. Okay, number five. Which monster has got a long hair? Long hair. Long hair. Yes. Yeah. Long hair? Doll. Doll, very good. Okay, so bây giờ sẽ đến phần hỏi thêm của cô nha. Nào, nhìn lại một bức tranh lần nữa nha. Xong cô sẽ hỏi nha. Nhìn lại em nào, nhìn. Nhớ xem nào, nhìn kỹ rồi nào. Nhớ chưa? Kỹ. Okay, rồi, đây là cái next đi nhá. Now, which monster? Which monster has got which monster is blue? Which monster is blue? Blue. Con quái vật nào màu xanh? Which blue. Monster is blue? Bean. Bean. No, blue, not green. Green mới là blue. Blue mà. Blue là bạn nào đây? Which monster is blue? Doll. Doll. Let's see. Yes, it's doll. Very good. Next one. Which monster is, let's see, black? Black. Alphabet. Alphabet. Very good. Which monster is green? Green là gì ạ cô? Green là màu xanh ấy con. Green, màu. Green. Xanh gì ạ? Green là xanh. Đó, trời bạn đã quên rồi. Quên mất rồi, bạn nào đây? Bạn gì? Bạn Bin, đúng rồi, rất tốt. Đấy. Vậy thì nốt một câu cuối này. Which monster is a kind of animal? Which monster is a kind of animal? Khai là gì cô? Một loại động vật. Bạn loại vật nào là một loại động vật đây? Trong sử thú. Alphabet. Yeah, alphabet. Bạn đây là con gì nhỉ? Con rơi ạ. Chính xác luôn. Rồi. Châu nhớ hay tranh rất tốt nhá. Nào. Bây giờ chúng mình sẽ đến với lại một phần. Lâu lắm rồi mới làm phần này. Đó là phần listening and tick on the box. Rồi. Listening thôi. Cô rất là tin tưởng vào khả năng nghe của Châu luôn. Nào bây giờ thử. Châu lâu rồi mới làm bài này để xem Châu còn làm tốt bài này nó không, nhiều trước nữa không nhá. Để xem có được trọn vẹn là bao nhiêu đây. 5 câu này không? Rất đơn giản thôi. Nào chúng mình cùng nghe nhá. Có sẵn sàng chưa? Are you ready? Yes. Okay, let's start. 13B. Who can do this? Look at the pictures. Listen and tick the box. There is one example. What is Egg doing now? Is Egg playing his guitar in your story? Not now, Mum. He's playing the piano. Is Egg singing too? No, he can't sing. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. Where is Doll? Where's Doll? Is she at the park? No, she isn't there.
Is she in the street, then? No, Dad. She's in the sea. She's swimming. Two. Where is Bean singing? Listen. Bean's singing. Where's he singing? In his bed. Does he sing in the bath too? No. And he can't sing on the TV. He isn't good at singing. Three. What is Carrot reading about now? Is Carrot reading again? Yes, but she isn't reading about spiders now. Is she reading about balloons? No, she's reading about two funny cars. Four. What can Egg's baby brother do? Can Egg's baby brother ride a bike? No, but he can swim. Can Egg's baby brother read? No, he can't. Five. What can Alphabet draw? Is Alphabet good at drawing? He's okay. He can't draw horses. Can he draw cats? Yes, but he can't draw dogs. Cô đây. Con chơi nghe này cô. Bắt đầu là cả con mèo lẫn con chó. Cả con mèo lẫn con chó. Giờ vậy thì mình nghe lại thử lần nữa xem có đúng rồi quả con mèo lẫn con chó không nhá. Rồi mình sẽ khoanh nhá. Nào, nghe lại nào. Drawing. He's okay. What can Alphabet draw? Is Alphabet good at drawing? He's okay. He can't draw horses. Can he draw cats? Yes, but he can't draw dogs. Con nghe rõ chưa? Đúng rồi, rất tốt luôn. Bạn ấy bảo gì hả con? He can draw cats, but he can't draw dogs. Can là có thể nhé, nhưng mà can't. Con cứ nghe thấy chữ tờ của it thì có nghĩa là nó đang đọc là can't, là không thể. Đấy rồi. Let's check. Ok, number question. Đây cái này là phần ví dụ con Châu làm luôn. Mà cũng làm đúng, rất tốt, chính xác luôn. Câu này đúng này. Câu số 1 nha. Where's doll? Con có nhớ bạn doll được miêu tả là đâu không? Bạn ấy được miêu tả đâu hả con? In the sea, ok. Very good. Chính xác. Number 1 is in the sea, ok. In the question number 2, where's been singing? Oh, that is in on the bed. Okay, in the bedroom. In the bedroom. Vậy thì mình cùng nghe lại xem là bạn ấy nói ở chỗ như thế nào mà là ở bedroom nhé. Không phải thay vì không phải TV nhé. One. Where? The park. No. She's in the sea. She's. Two. Where is Bean singing? Listen, Bean's singing. Where's he singing? In his bed. Con nghe đoạn đầu đấy chưa? Where is he singing? In his bed. In his bed nha. Rồi. Còn tại sao lại nhắc đến TV ở đây? Mình cũng nghe xem nào. Does he sing in the bath too? No. And he can't sing on the TV. He can't. Đấy con nghe nhé, can là người ta dùng can là kiểu có thể, nhưng can't là không thể. He can't sing on the TV. Anh không thể hát trước mặt cái TV. Đó, đấy nha. Nào, question number 3. Ơi, cô đây.
trước tivi à? Ơi làm sao không, tại sao không thể hát trước tivi á? Để cùng nghe xem bạn giải thích như nào nhé. He isn't good at singing. À, he isn't good at singing. Bạn ấy không giỏi hát lắm nên bạn ấy ngại, không dám đứng trước tivi để hát. Thế là bạn chỉ dám hát ở trên giường bạn ấy của bạn thôi. Okay. Nhưng mà tivi là ở trong nhà mà cô có thể đi biểu diễn đâu. Nhưng mà bạn này chỉ giải thích như thế thôi. Chắc là có thể là bạn ấy ngại hát, tiếng tivi nó to chẳng hạn, hát trước mic này, cái loa của tivi nó to thì cả nhà ngại. Đấy, cả nhà cười bạn, thế là bạn ngại chẳng hạn. Rồi. Question number 3. Châu cũng trả lời rất chính xác, đó chính là car, ok. Rồi, number 4. Ui, cũng đúng luôn này. What ex baby brother do? Rồi, bạn đang làm gì hả con? Number 4. Bro là screaming. Chính xác, swinging, very good. Number 5, cat, chính xác luôn. Rồi, ở trong bài này mình đã, Châu đã đúng được bao nhiêu đây? 5 trên 6 đúng không? 5 trên 6 câu, rất là tốt. Rồi, xuất sắc luôn. À, sáng nay con có thi cái rung chuông vàng không Châu? Có. Có hả? À, thì kết quả của con như nào? Con, sáng nay cô... Con bị nhầm ở câu thứ 2. Nó bảo là trẻ hư hay trẻ trẻ hư thì có được quà hay không, hay là có một B, A là đúng, B là, nhưng mà lúc đấy con rối quá, thế là con ra B. Thế là con chọn nhầm và sai luôn à? Ôi giời, tiếc quá. Thế à, tiếc thế. Ôi đâu mất rồi. Alo. Hello. Okay. Em bị lag rồi. Sorry, because đây rồi, mạng của cô nó bị chập chờn. Thế là bị sai mất cái câu đấy, tiếc thế nhỉ? Do rối quá, loạn, thời gian nhanh quá, thế là con bị vội à? Thời gian nhanh quá mà con cứ rối, khó sợ hết. Sợ quá thế là ấn vội ấn vàng hả? Ừ, sáng nay cô, sáng nay là con 9 giờ thi đúng không? Vâng ạ. Ừ, sáng nay cô lại có, hôm nay cô phải đi thi. Cô có chút, hôm nay cô lại phải thi trên thường. Đấy, thế là cô lại không có ở đấy xem để xem được Châu, cổ vũ Châu thi. Ừ, tiếc quá. Tiếc nhỉ, trời ơi, không sao. Nữa có chương trình khác mình lại thi tiếp nhỉ? Nhưng mà vui không con? Vui không? Vui. À, thế là được rồi nhỉ. Rồi, ok. Nào. Ôi cô. Mẹ con cho xem bạn đã bình thường cái củ cà rốt để làm mũ cái con người tuyết. Thế sao mà người ta treo trên là đó củ là khoai lang? À, làm sao người ta bảo gì hả con? Có câu hỏi như thế á? Câu hỏi như nào? Không phải câu hỏi trên mạng mẹ con tìm là... mũi của người tuyết làm bằng gì? Ừ. Nghe ngoài đầu thì người ta bảo là cà rốt, nhưng mà trong đấy người ta ghi là củ khoai lang. Ồ thế á. Ồ bình thường đúng phải là củ cà rốt chứ nhỉ? Ta không biết. Theo cô biết là củ cà rốt, thế là đáp án ngày hôm nay là củ khoai lang à? Không phải, vậy con tra trên mạng chứ không phải là trong cuộc thi để không có câu đấy. À. Ý là hôm nay con đọc được một bài một câu ấy hả, hay là như nào, hay là mẹ con đào trên mạng, mẹ con hỏi con. À, mẹ con hỏi con là người mũi người tết làm bằng gì hả? Vâng. Ừ. Thế là trên mạng nó bảo là khoai tây à? Củ khoai lang. Khoai lang á. Thế thì trên mạng chắc là nhầm. Hoặc là cũng có thể là, chắc là tùy từng vùng. Cũng có thể là tùy từng vùng người ta chọn củ khác nhau. Nhưng mà thấy cô thấy, theo cô nhé, cô thấy phổ biến hơn là củ cà rốt. Ừ. Ừ. Đấy, thế là mẹ đố, thế là lại hạ là câu trả lời không giống mẹ hả? Rồi, không sao. Mẹ, nhưng mà công nhận là trên hoạt hình cũng thế đúng không? Người ta đều dùng củ cà rốt đúng không? Đấy, thế là mình vẫn đúng mà đúng không? Rồi. Ok. Vậy thì hôm nào có khi là cô con cũng tổ chức một hôm một buổi để chơi gọi là chơi đúng kiểu rung chuông vàng nhỉ, cũng hơi hỏi đố vui.
Đấy, kết hợp học với lại hỏi đố vui để kiểu mình ôn tập chẳng từ mới chẳng hạn. Ừ. Rồi, thế nào, bây giờ chúng mình cũng sẽ cùng nhìn bức tranh này. Look at the picture and answer me what do paper cap. Đây, chúng mình cũng nhìn vào bức tranh và chúng mình sẽ hỏi này, mỗi người trong đây họ đang có cái gì? Họ đang có cái gì? Ví dụ nhé. Có thể là có tài năng gì? Ví dụ bạn này trong bạn này như thế này thì con nghĩ bạn có tài năng gì đây? Bạn này con chả biết có tài năng gì vì nó chả cầm đồ vật gì cả. Đây con nhớ chưa? Bạn này thì có tài năng gì được ta? Có thể trong bạn đeo một cái đôi bốt cao như thế này. Mũ thì con có thể là bạn câu cá chẳng hạn. Con nghĩ như vậy không? Bởi vì đi có thấy câu cá hay đeo đôi bốt, đội mũ chống nắng chẳng hạn. Chưa biết được đúng không? Mình chưa biết được. Mình cứ đoán trước đã. Rồi, bạn số 2. Theo con bạn có thể khả năng gì đây? Bạn số 2 đã có khả năng... Cô ấy có khả năng đánh guitar. Chính xác, đánh guitar. Very good. Rồi, bạn này thì làm sao đây? nhìn kỹ thôi là nhìn bạn ấy có cái gì đặc biệt. Bạn có một cái rất là đặc biệt, nhìn phát biết bạn làm gì luôn đấy. Cái kính. Kính gì đây? Kính gì đặc biệt đây? Kính này này. Bơi. Kính bơi, chính xác. Vậy là bạn sẽ có khả năng vé bơi lội đúng không? Đấy. Swimming, very good. Rồi, bạn này thì có khả năng gì được con? Sing the song. Sing the song, very good. Number 6, bạn này thì có khả năng gì đây? Tay bạn cầm cái gì đây? Đội mũ này. Mình có thể đi đạp xe đúng không? Đây này, bạn có một cái xe đạp này này, đạp xe chẳng hạn. Ừ. Rồi, number 5. Con thấy trong hội thoại dưới này là có là cái bạn số 7 không ạ? Không có bạn số 7 á hả? Không ạ, trong đàn hội thoại trong bộ này này có người ta có ghi là bạn thứ 7 là nói gì là gì không? Nó bạn có ghi bạn số 7 làm gì không á? Vậy thì mình sẽ cùng nhau đây tìm hiểu ở đây nhá. Tìm hiểu đây, cô đang muốn cho con đọc trước, tìm thử đoán trước rồi mình cùng đọc để cho mình dễ hiểu. Đấy là một cái cách mà để lúc mình đi thi đấy, mình có thể nhìn vào tranh đoán trước sau đó mình đọc đúng không? Rồi, bạn này thì có khả năng gì được đây? Bạn này cầm màu vẽ bút thì bạn có khả năng gì được? Họa sĩ ạ. Vẽ là gì con nhỉ? Vẽ là drawing. Drawing, very good. Rồi, bạn này thì có thể là chơi tennis đúng không? Play tennis. Bạn này có thể chơi cầu lông. Cầu lông đọc là badminton. Badminton. Badminton, that is cầu lông in Vietnamese. Rồi, bây giờ chúng mình cùng đọc đoạn hội thoại nhé. Bạn cô Nam ấy, sao người ta cầm cái máy chụp ảnh nó bé thế ạ? Nó bé à? Cũng có thể đây là một loại máy chụp ảnh kiểu cầm tay chẳng hạn. Đó. Cái chụp ảnh bây giờ có nhiều loại máy chụp ảnh bé lắm con ạ. Nó chỉ cần đổ trên đầu này cũng này, nó cũng quay được hết mọi thứ này. Nó bé tí tẹo 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 trên cái đèn này. Đổ trên đầu cũng quay được luôn. Rất nhiều loại khác nhau. Rồi, bây giờ Châu thực đọc bài này cho cô nhé. Đọc cho cô. Alice has got red link big garden. Can play badminton. With his dad's hand. Lucy can pretty of high. She really would a reading horse. I love Anna. Bless. Cô không đọc được cái trạng là bạn Anna sau I love Anna là từ gì ạ cô? Rồi, đây, cái này con có nhớ là trước cô có dạy cho con một cái gọi là xả hữu cách không? Nó phẩy ép, đọc tên, xong phẩy ép, rồi là đằng sau là có một cái từ, danh từ gì đó, thì đấy là của một cái bạn nào đó đúng không? Ví dụ ở đây, Anna's painting, có nghĩa là painting ở đây gọi là bức tranh con ạ, bức vẽ. Thì ở đây có nghĩa là gì đây? Anna's painting thì nghĩa là gì?
painting là Anna vẽ à? Ừ, là bức vẽ của Anna. Nhớ nhá, Anna phải S paintings có nghĩa là bức vẽ của Anna. Bây giờ ví dụ cô Anna S phải S chỗ này xong rồi phone thì sẽ là cái gì ạ con? The phone. Điện thoại của Anna. Chính xác luôn. Đó, vậy con đã hiểu chưa? Ok. Rồi. They are great. She draws beautiful pictures. Ok, bạn ấy vẽ rất là đẹp. Bạn ấy có thể vẽ những cái bức tranh rất là đẹp ở đây. Number 5, cô sẽ đọc giúp con này. Nick likes riding his bike. He can ride his bike to school. Bạn ấy rất thích đạp xe. Và bạn ấy... Và bạn ấy thường đạp xe đến trường. Rất tốt. Rồi, bây giờ mình vừa đọc và sau đó mình vừa nối các bạn nhé. Number 1 thì là bạn nào được đây con? Alex have a girl. Be scared and he play fast. Ok. Nào được đây. You can play badminton very good. Chính xác luôn. Đó chính là bạn Alex, đúng không? Rồi, rất tốt. Number 2. Lucy can ride a horse. Lucy can ride a horse. She racing good already. Chả có bạn nào hay cả. Bạn nào cưỡi ngựa? Nhìn trong đây. À, cô đoán là bạn nào cưỡi ngựa rồi đấy. Chính là bạn mà không có bạn gì. Là bạn số mấy đây? Ngựa. Chính xác, bạn này này. Cái bạn mà chúng mình đã thắc mắc từ đầu đấy. Hóa ra là bạn cưỡi ngựa. Rồi, thế có vẻ hợp lý đấy. Bạn đeo đôi bốt cao, rồi là bạn thắt bím nơ này. Giống cái bím tóc này là giống cái kiểu như nào nhỉ? Kiểu cô gái tuần cao bồi đúng không? Cowboy. Rồi, vậy đấy sẽ là bạn Lucy nhá. Ok, tiếp theo nào. I love Anna's paintings. They are great. She draws beautiful pictures. Là bạn nào đây? Painting, bạn vẽ nào? Vẽ những bức tranh là bạn nào được nhỉ? Bạn 3. Bạn number 3, very good. À, number 2 chứ con. Number 2, tay bạn cầm đây này, cầm màu vẽ tranh. Bức tranh thì đằng sau bạn này. Bức tranh cũng con tưởng là bạn này, bức tranh đằng sau bạn này đúng không? Nhưng mà tay bạn này là cầm cái cần câu đây này. Đấy, tay bạn này cầm cần câu nên nó không liên quan rồi. Now, Nick likes riding his bike. He can ride his bike to school. Okay, and what's which number? Bạn số 6 à? Chính xác luôn. Đây có nghĩa là gì ạ? Con Nick likes riding his bike nghĩa là gì? Nick riding his bike. Xe đạp của bạn ấy à? Ơi, đúng rồi. Nick riding, đúng rồi, bạn ấy rất thích đạp xe. Chính xác rồi. Vậy nên bạn thường ngày bạn thường đạp xe đến trường. Đơn giản vậy thôi. Nào, Dan has got a new camera. He can take really good photos. Nghĩa là gì nào? Bạn nào đây? Bạn nào trước nào? Bạn số mấy? Camera. Five. Very good. Camera 5. That thought now. My name is May. I can play the guitar very well. Can you see my guitar? Number? May. Number? Me. Yes, I go there. May, bạn May à? Số mấy đây? 8. Very good. Bill's good at singing. He writes funny songs and sings them in a class. Who is Bill? 10. Very good. 10. Race loves fishing. She's got a boat and catches a lot of fish in the sea. Okay. Race loves fishing. Race rất là thích câu cá này. She's got a boat. Boat là gì con nhỉ? Cái thuyền, chính xác. Catches ở đây là nó là từ catch, có nghĩa là bắt cá ấy. Catches lots of fish in the sea. Okay, who is she? Number?
Who is she? Cô ơi, cô. Ơi, cô đây. Cái gì nhỉ? Fishing. Fishing có nghĩa là câu cá con ạ. Câu cá nhé. Fish là cá đúng chưa? Fishing nó là câu cá. Bạn số 3 rất tốt con. Nào, tiếp nào. Kim can play tennis. She likes tennis while he being sister. Vậy là bạn số mấy đây? One. Very good. Mr. Page is our teacher. He's really good at swimming. Good at swimming, bạn nào mà mình vừa nhắc đến good at swimming nhỉ? Number nine. Very good. We can have a swimming lesson now. Okay. Rồi, tốt. Đây chính là tên và lượt tên của các bạn. Okay, rồi bây giờ chúng mình sẽ đến một phần đó chính là trò chơi sau buổi học ngày hôm nay. Học rất là mệt rồi đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ cùng chơi một buổi học. Chúng mình sẽ chơi một trò chơi đó là stand up and sit down again. Ngồi dậy và đứng lên. Để mình vận động một chút nhá. Bây giờ chúng mình chuẩn bị tư thế để vào vừa ngồi đứng lên tiện nhất nha. Đẩy cái ghế ra xa để cho mình vừa đứng lên vừa ngồi lên cho nó dễ nào. Are you ready? Okay, are you ready? Yes. Okay, question number one. Stand up. Nào, bây giờ stand up if you can touch your nose. Yeah, okay. Stand up if you can play table tennis. Cái gì cơ? Có nghĩa là bạn có thể chơi bóng bàn. Đứng lên nếu bạn chơi bóng bàn, nhưng mà nếu mà không đứng được không chơi được mình sẽ ngồi xuống. Ngồi xuống, ví dụ bây giờ cô sẽ đứng lên ngồi xuống với con này đấy, con ngồi xuống nhá. Nếu mà con làm được cái gì thì con sẽ đứng lên, mà con không làm được cái gì con ngồi xuống được chưa? Nào. Cùng bạn chơi cùng với con nha. Stand up if you can play the piano. Okay. Stand up if you can swim. You cannot swim. Oh, poor you. I can't swim. Okay, next one. Stand up if you can play hockey. Hockey là kiểu chơi kiểu nó là một cái trò chơi kiểu đánh bóng gậy ở trên băng đấy con. chắc là chưa chơi đúng không? Cô cũng chưa chơi này, cô phải ngồi đây. Okay, stand up if you can climb the tree. Yeah, me. Can you? Yes. Can you climb the tree? Nhưng mà con không trèo, nhưng mà trèo lên cây ấy thì chỉ mấy bạn lớp trèo lên cây thôi, con chỉ quá thích trèo lên ghế thôi. Ơ, cầm nước trèo lên ghế à? Thế rồi, đã trèo cây bao giờ chưa? Chưa trèo được hả? Nhưng mà cũng từng trèo rồi đúng không? Từng trèo bao giờ chưa? Chưa trèo được cây bao giờ hả? Nếu mà nói thì con chưa trèo bao giờ. Chưa trèo bao giờ, rồi. Vậy thì thật ra thì trèo cây cũng hơi nguy hiểm. Đấy, nhưng mà sau này lớn thì khi nào con lớn thì con cũng trèo để chơi thôi, chứ còn bây giờ thì con cũng còn bé thì chơi trèo nó hơi nguy hiểm đấy. Cô cũng phải lớn, cô cũng phải lên cấp 2, lớp 6, lớp 7 cô mới dám trèo cơ đấy. Bây giờ lớn thì chơi thử nhá. rồi còn bây giờ chơi nó hơi nguy hiểm nên mình sẽ không chơi, nhỡ mình ngã. Ok rồi, mình chơi tiếp nhá, chơi một ít nữa nhá. Stand up if you can. Let's see if you can. Sing. Okay, me. Yay! Stand up if you can. Now, let's see. Stand up if you can. Drawing. Okay, can you draw? Yes, okay. Stand up if you can play the badminton.
Stand up if you can play badminton. Stand up if you can play badminton. Badminton là chơi. No. Okay. Okay. Stand up if you can. Stand up if you can play chess. Stand up if you can play chess. Chess là gì cô? Chess là chơi cờ ấy con, chơi cờ. Cờ cá ngựa hoặc là cờ vua. Okay. Can you? I need to chơi cá ngựa. Okay, you can stand up. Very good. Okay. Rồi, đó, con có thể khoác áo và để cho nó đỡ lạnh. Rồi. Nào, bây giờ chúng mình Cái câu này con đọc được. Sorry, câu này con không đọc được. Rồi, what can your friends do nghĩa là gì con nhỉ? Friends, what bạn có thể bạn của bạn... con. Bạn của con có thể làm được những gì? Rồi, đúng rồi, đúng không? Bây giờ con sẽ cùng làm sao đây? Make an interview around the class. Rồi con bây giờ là bình thường là mình sẽ phải gọi là phỏng vấn, interview nghĩa là phỏng vấn. Bạn của con có thể làm được những gì? Con sẽ phỏng vấn quanh lớp cơ, nhưng mà bây giờ có mỗi mình cô với lại con thôi. Bây giờ mình sẽ cô sẽ phỏng vấn con nhá. Phỏng vấn con. What can you do? Con có thể làm những gì? Con liệt kê cho cô nào. Con phải chơi những cái gì này? Con biết làm cái gì này? Con draw a picture. Draw a picture. Very good. Sing a song. Sing a song. Very good. Còn một cái trò này con hay chơi với em con. Con lấy tâm ở nhà ấy. Con quấn canh để con làm váy. Ôi trời ơi, đúng trò của cô hồi xưa luôn. Trò làm công chúa đúng không? Chơi chơi nhà, chơi đồ hàng à? Đúng rồi. Không nào cô với con chơi thử nhé. Rồi, đúng trò cô thích hồi xưa lần cô cũng rất quàng chăn để làm công chúa, đúng không? Rồi, ok. Rất là hay, rất tốt con. Đó, vậy thì buổi học ngày hôm nay chúng mình kết thúc rồi. Rất nhẹ nhàng, đúng không? Bây giờ nhá, nhiệm vụ của con là bây giờ con có thích quay video con nói không? Con nói chuyện không? Hay là con thích học một bài hát, học thuộc một bài hát? Con thích quay video đâu vì con ngại á. Con ngại hả? Ok, vậy thì con thích hát, tập học hát không? Học thuộc một bài hát không? Có. Vậy thì cô sẽ gửi cho con một bài hát cho mẹ nhá. Sau đó là cô sẽ bảo, cô sẽ nhờ mẹ giúp cô nhá, cho con học thuộc bài hát đó nhá. Thì những bài hát đó sẽ tổng hợp các cái hoạt động mà con để mình hoạt động liên quan đến những khả năng mà có thể làm đấy, hát hò gì đó chẳng hạn. Thì cô sẽ gửi cho mẹ con để con học thuộc bài hát cho cô nhá. Xong rồi con hát cho cô nhá. Rồi, ok. Goodbye. See you later. Chào con. See you again. Goodbye.